Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với chuyên đồ của anh Giao Du Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái series cái cách fix lỗi mà vào Free Fire nó lâu đó, tức là cái vào này đấy, và tìm trận làm sao cho nó nhanh hơn. Đó, anh em thấy mình không? Vào trận rất là nhanh luôn. Thì cái vấn đề ở đây đó chính là ở phần hiệu suất. Đây là phiên bản tiếng Anh nên là nó hơi bị ngáo đá một chút xíu, không biết tại sao là tiếng Anh. Đây mọi người để cái phần này. Và cái phần này thì mọi người cần xem ở đây này, đèn chế độ hiệu suất mặc định của Bluesoft sẽ phụ thuộc vào RAM của PC. Bình thường thì nó sẽ đều cân bằng, nó sẽ tối ưu được việc sử dụng RAM và hiệu suất, nhưng mà vào game nó sẽ hơi bị trễ. Nếu mọi người để qua hiệu suất cao thì nó sẽ vào game nhanh hơn, nhưng mà yêu cầu là RAM của các bạn lớn hơn 4GB thì để hiệu suất cao nó tốt hơn mọi người. Nếu PC từ RAM 4GB trở xuống thì tốt nhất nên để ở cân bằng thôi. Còn nếu PC của các bạn có 8GB như mình thì tốt nhất nên đặt hiệu suất cao để có thể fix được cái lỗi vào game chậm nè. Để hiệu suất cao tăng RAM lên cỡ 3GB 5 mà nó tốn GB RAM lắm nha mọi người. Tốn RAM lắm. Mọi người gọi là nó 3GB là nó xài hết 3GB luôn đó. Mình RAM 8GB mình cho nó 3GB mà nó xài hết 3GB luôn. Ảo vậy. Đây, vào game nè. Vào game nó sẽ nhanh hơn. Nó hiện lên hình này, bình thường mấy cái để hiệu suất cân bằng thì máy mình nó đứng mẹ luôn, đứng im luôn đó, nhưng mà để sang hiệu suất cao nó vào luôn nè đó, nhưng mà nó sẽ sử dụng RAM rất là nhiều luôn nha mọi người. Rồi, mọi người thấy nó xài tới gần 70% RAM của mình. Cái này là chưa vào trận nha, vào trận nó có thể lên tới 80, tại vì mình còn xài thêm cái này, cái Google Chrome nữa. Thấy như vậy thì mọi người sẽ fix được cái lỗi vào game bị đưa hình rồi các kiểu. Còn về vấn đề tìm trận thì tốt nhất mọi người nên chơi cùng một người mobile, xin vào đội đó được không? Nhanh đi, tức là mọi người cần chơi chung với một mobile tìm trận auto nhanh nha mọi người. Tìm gọi là chế độ không rank á, tại vì PC đang bị cấm chơi rank, không phải bị cấm mà bị tắt chơi rank. Chơi rank là bị tắt luôn, và rồi tìm chỉ có tìm thấy PC thôi, trừ khi mấy thằng mobile PC mời chung thì còn ghép được mấy thằng đó. Còn không á là mobile ghép riêng với PC ghép riêng, không bao giờ gặp nhau. Suy ra là các bạn nên tốt nhất là tìm thêm một anh mobile chơi chung để cho gọi là tìm trận nó nhanh chứ. Gọi này tìm trận nói là 30 giây chứ 3 phút sau tìm chưa chắc là được trận nào đâu. Later. Nó thua xong rồi nó ghi what the fuck. Hả? Nó còn chơi ốp nhưng vẫn thua. Nó ghi bọn mình thật thứ. What? Hả? Để tao bảo rõ kiểu rõ ràng là tao ấy rõ ràng nó bắn rất sạch luôn. Bắn sạch quá. Lửa thi vui là thi vui là. Bắn bật nhầm. No, nó đang kêu. Nó lửa này quá má ơi. Triple kill. Quá gì đây? Ơ nhưng mà tao thấy cái đam hơi sai sai tí đâu ạ. Ờ thì cái ép mày. Không phải là cái ép bắn thôi. Ờ cũng bắt đầu cũng cái một tí. Ờ à cái đây. Cái gì tao bắn hết sọt đây. Ép đi. Ừ hết sọt trong khi tao bắn nó hai bên đầu kia và đứng bên người đấy. Hả? Ừ ảo nữa nhờ. Ảo quá nhờ. Quay đâu bắn. Lấy theo. Nó không biết sọt được hay à? Double kill. Lấy theo. Ô mày thích cầm AK gì? Tao thích cầm mày luôn rồi. Mày cầm AK rồi mày được cầm AK rồi. Đâu. AK. Bộ bra chỉ cần 2 nhóm. Ở đi ăn. Vâng vâng. Bố bị nó lừa rồi. First blood. Đông ra mà 12 nhóm. Đồng đội bị bệnh mất tới chi à? Không biết cứu ạ. Hả? Thằng đi.
Ngồi đây còn lên đội double kill. Còn thua rồi ít. Ây da, tôi bắn nào thế? Kill. Nó bỏ được vùng xanh. Kill tao. Triple kill. Quá. Khổ số răng để tôi bạn ơi. Trả khổ số răng cho tôi. Cảm ơn nhá. Thank you, I love you. Đầu này nó vừa chửi mình thì nghe tứ chi rất hiểu mà. Cảm ơn chi của thời gian nhá. Đây rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì triple kill. Ôi trời, mấy thằng ngủ thế nhỉ. Lầy theo. First blood.